cảnh xuân ánh sáng ngời, thơ rượu chén đầy vơi, dậu trúc cành xanh biếc, hương xuân sắc thắm tươi. Khách chờ sông lặng sóng, thuyền đợi bến đông người, tiếng hát đàn trầm bổng, bóng ai mắt mỉm cười. Những ngày đầu xuân là những ngày tươi mát, nhiều năng lượng tinh khôi của vũ trụ dành cho muôn loài trên khắp hành tinh này. Thật hoan hỷ cho bà con miền Bắc được tham dự khóa thiền Minh Sát Tuệ từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 do Thầy Thích Tâm Thành kính yêu trực tiếp hướng dẫn tại Flora Resort Sóc Sơn. Thiền sinh sẽ được thực hành miên mật các thời khóa, được nghe Thầy khai thị những kiến thức Phật Pháp vi diệu để hiểu hơn về lợi ích của thiền, hợp nhất thân tâm, cân bằng quân bình, tuệ giác phát triển, tâm linh khai ngộ, để khi trở về với cuộc sống thường nhật, sẽ thực hành duy trì những thói quen lành mạnh, có một cuộc sống bình an, hạnh phúc trọn vẹn. Khóa thiền Minh Sát Tuệ, đầu xuân đón chào một năm mới Giáp Thìn thật hòa hợp, an vui, hạnh phúc. Không có gì tồn tại mãi với thời gian, cái gì muốn tồn tại, cái đó phải được nuôi dưỡng. Đến với khóa thiền Minh Sát Tuệ, quý học viên sẽ trở thành thiền sinh và được hướng dẫn nuôi dưỡng thực dược tươi sống trong chánh niệm, quan sát và điều chỉnh đầu vào để cân bằng với đầu ra trong nuôi dưỡng hàng ngày. Quán nguyện thức ăn này là quà tặng của rau củ quả trái hạt. Là gì là trọn vẹn ở trong ta, hạnh phúc là ngồi lặng nhìn. Quý học viên thực hành các quy luật vũ trụ và các nguyên tắc sống hòa hợp, an lạc, hạnh phúc một cách liên tục miên mật để hoàn thiện giới và định. Thực hành tĩnh lặng, im lặng thánh thiện để quan sát hơi thở tự nhiên, bảo tồn năng lượng và chuyển hóa thân tâm đạt đến trí tuệ chân thật. Sau khi chúng ta nhai nát chế hạt, trong dây chúng ta sẽ có vị đắng và vị chát. Nên cái vị đắng và vị chát này là cái hệ miễn dịch của chúng ta, và cái chất liệu trong cái hạt trong dây này chính là cái chất liệu để trị bệnh ung thư tuyệt vời nhất. Cũng như chúng ta đã học rồi, cái vị chua nếu mình biết cách sử dụng đúng thì nó sẽ kích hoạt toàn bộ hệ miễn dịch của mình và làm cho cái nội dịch của mình chuyển kềm tính. Còn khi mà chúng ta sử dụng những thức ăn kềm, nước uống kềm mà chúng ta chỉ trung hòa tạm thời trong cái đường con tổng thân dụng của mình tạm thời thôi, còn để kích hoạt hệ miễn dịch làm cho toàn bộ cái nội dịch của mình kềm tính và được máu của mình là chỉ bằng cái vị chua. Nếu như cái này mà đã làm không hết cái bản đâu. Hạnh phúc là gì? Là thực tập khiêm cung, là yêu thương mọi loài, nhẫn nhục và thứ tha. Quan sát các cảm thọ trên thân để nhận biết và chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh. Bao nhiêu những nhọc nhằn mãi xa.
ta đã được tự trải nghiệm những ngày ăn xanh, sống khỏe, thuận thiên nhiên, bình yên, tĩnh lặng. Khóa thiền minh sát tuệ đã thành công tốt đẹp. Kính chúc toàn thể thiền sinh về nhà thực hành tinh tấn, nghiêm túc duy trì những thói quen tốt để có được thân khỏe, tâm an, trí sáng. Khiến con tim vui buồn lắm lúc như con sóng nhịp nhàng để gió cuốn xô ta đi về đâu, về nơi ta thấy mặt trời chợt sưởi ấm nơi trái tim mình.